À, xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cách đăng ký tham dự webinar với câu lạc bộ Triệu Phú. Thì trước tiên là bạn bên câu lạc bộ Triệu Phú sẽ gửi cho bạn một cái email mời bạn tham dự webinar của câu lạc bộ Triệu Phú. Thì bạn vào trong cái hộp mail của mình để bạn chờ cái email. Khi email đến thì bạn có thực hiện cái việc kích hoạt cái tính năng đăng ký. Đó, bạn thấy là trên cái hộp mail của mình nó đã có mail gửi là cái hướng đây gọi là cái mail hướng dẫn hợp tác. Thì có thể là các bạn nhận cái những cái mail khác nó tương tự như vậy. Là chúng ta click chuột vào trong cái email này và chúng ta thực hiện cái việc là đăng ký. Đó. Cái mail này là mail mời hợp tác. Chúng ta chọn vào sign up now để thực hiện đăng ký. Tiếp đến thì nó đưa ra chúng ta ra một cái trang thì chúng ta thực hiện tích chuột vào register ở đây để đăng ký. Tiếp đến thì chúng ta điền tên của mình vào. Điền họ và chữ lót. Chúng ta điền địa chỉ email vào đây. Và sau đó chúng ta chọn vào Register Now là chúng ta đăng ký. Đây là đăng ký thành công. Và chúng ta hãy mở địa chỉ email của mình ra để xác nhận đăng ký thành công. Ta mở không? Và chúng ta thấy đây có cái email là Confirm registration thì mở email xác nhận này ra và chúng ta click chuột vào trong cái chữ là join webinar thì chúng ta có thể thực hiện cái việc là kết nối để tham gia hội thảo với câu lạc bộ Triệu Phú. Và khi chúng ta click chuột vào trong đây thì chúng ta sẽ được kết nối đến máy chủ và tham gia cái hội thảo bắt đầu. Đó. Khi bạn nhận được email để bạn click vô thì nó sẽ có sự kết nối như thế này. À, trong trường hợp mà hội thảo chưa bắt đầu thì bạn sẽ thấy được là nó xuất hiện cái trang màu xanh này. À, nó mời bạn nghe nhạc để bạn chờ đến lúc mà có hội thảo thì chúng ta sẽ bắt đầu. Ví dụ như một lúc sau thì hội thảo sẽ bắt đầu chẳng hạn. Đó, đây là cái màn hình của bạn khi mà bạn được kết nối, tức là hội thảo đã diễn ra thì bạn sẽ được thấy cái màn hình như thế này. Còn bên đây là màn hình quản trị của câu lạc bộ Triệu Phú. Thí dụ như bạn đã thực hiện việc chào thì ở đây người ta thực hiện chào rồi chào lại chẳng hạn. Thì lúc này chúng ta có thực hiện cái việc tương tác và trao đổi với nhau qua webinar. À, chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào các bạn.